Chào quý vị, một con âm ly cực kỳ độc của một hãng âm thanh Mỹ. Âm thanh Mỹ các bác nha, đây là hãng Sia. Một hãng âm thanh vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Hãng này nó kết hợp với hãng Nhật. Nếu các bác nếu mà hay chơi lọc nhạc thì sẽ biết hãng Victor Sia 50. Đó là một trong con lọc rất hay. Và đây là con âm ly của hãng Sia. Nó làm rất độc đáo, đúng cái kiểu cơ bắp của Mỹ. Computer Direct Line Receiver. Âm ly này có cả radio và nó hiện số nhảy bằng chữ điện tử. Đó, đây là volume, cân loa, tiếng nhỏ, nguồn đây. Radio, bass chép cũng kiểu nhảy điện tử. Bass chép các bác có thể lưu lại được. Đó. Các đường vào âm thanh, tôi đang chạy tín hiệu là AUX FM. Loa 1, loa 2. Cái chỗ này là báo tín hiệu ra loa. Nếu mở to thì cái đèn này sẽ sáng. Hàng cực kỳ độc nhá. Và tôi đang giảm giá để cái âm ly này giá 3 triệu đồng thôi. 3 triệu Việt Nam đồng. Hàng này mang tính chất siêu tầm cực kỳ lớn luôn. Còn chất âm của hãng âm thanh này khỏi bàn các bác nhá. Sia R102. 3 triệu Việt Nam đồng. Rất đặc chắc. Âm ly này đánh hai đôi loa AB cộng B, hay gọi là 1 và 2. Đang cắm tín hiệu đường AUX anten 120V và công suất là 160W. California, Los Angeles. Đấy là địa chỉ của công ty Los Angeles, Cali. Các bác có loa Mỹ ghép vào hết thuốc luôn. Loa Nhật thì khỏi phải nói. Loa Mỹ, loa châu Âu ghép vào con này thì hay. Thì nó đậm chất Mỹ. Tiếng rất to khỏe các bác nhá. Nguồn to lắm, nguồn to đây. Đây tụ lọc đây. Tản nhiệt. Con này chắc là nó chạy xò than. Xò than nó bám dưới tản nhiệt này coi. Quy trình mời các bác cùng nghe. Các bác có thể đến tận nơi cửa hàng tôi theo địa chỉ trên tấm biển hoặc là đặt cọc tiền tôi sẽ gửi hàng đi. Chung cư Văn Phú Victoria Hà Đông, số điện thoại rất rõ. Tiếng êm ái, trong trẻo, đấy là đặc trưng của âm thanh Mỹ. Mở to hơn này. Mở to đèn này mới sáng nhé. Tốc độ nó lên đến tận đây các bác này. Mới to vậy mà nó mới bé bên đèn nháy. Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau. Giá thanh lý các bác nha, giá thanh lý 3 triệu đấy. Không phải nhạt người xa. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Chất âm nó quá đậm đà luôn, chất âm rất đậm đà. Tôi kiếm quá khứ trong chiến ba lâu nơi đầu năm tháng. Giây phút dân ca quan họ Bắc Ninh. Trần này thật may mắn, cô y tá Ngô Thị Oanh tạp tiến lại gần bác và thưa rằng: thưa bác, cháu xin hát bác nghe ạ. Và trong nỗi xúc động nghẹn ngào, cô y tá viện 108 đã cất lên lời hát của làng quan họ. Người ơi, người ở đánh loa bát 30-40 được hết các bác nha. Xin nhắc lại là các bác có loa Mỹ ghép vào con này hết thuốc luôn. Rơi kinh không. Chỉ bởi vì nó là âm Mỹ mà. Và những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người sản xuất tại Mỹ đấy. Bác Hồ đã thanh thản ra đi trong giai điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng mà thấm đượm tình người, tình quê hương đó.